quy y địa tạng Bồ Tát, con tên Hồ. Nay con nghe Đức Phật thuyết tiếp trong kinh Địa Tạng, giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của đại thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động và đang tập một lòng nhẹ. Nay đổi chúc địa đại thánh Địa Tạng xin được các lời thợ niệm rằng con nghĩ từ con đang dùng lời dùng hiếp đến tập phụ tờ vĩ lai nhận cho đến ngày con thành tạo Phật. Con nghĩ đời đời kiếp kiếp được quy y trơn nương tựa nơi ngài. Con nghiệm đến đời tận cùng vị đời vị lai nhận đến ngày con thành Phật. Đời đời kiếp kiếp con nghiệm sử dụng trăm ngàn phương tiện nhận giác khuyến dụ khuyến cao tất có thể tất cả chúng sanh đồng biết đến ngài về quy y ngài hầu đại cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Đại thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong ngài đủ lòng đại từ đại bi thương xót mẹ chứng minh cho sự quy y cùng lợi nghiệp này của con khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sau nạn ngưỡng mong đại thánh rủ độc từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sinh mẹ gian hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc mọi việc như ý trí tự mở mang mọi nghiệp chướng có thể đều tiêu trừ mong đạt được bổn tâm thanh tịnh rốt ráo đều rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử thành đạt bồ đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thank you.
ta nước sanh nước tử hạn nghiệp phước lợi không còn phải độ phải hạn nào nữa. Như con người đã sát mạng chung hạn thân huyết trong nhà dẫn đến một người quỳ người bệnh sắp chết đáo hạn đi lớn tiếng nhắc niệm của một đức phật thời người chết đó dùng năm tội lớn vô nhãn ác nghiệp béo các được tiêu sạch kẻ năm tội lớn vô nhãn kia dùng rất đặng đời đặng lễ trả quay bất kiến hạn không ra khỏi Namo Buddhaya, 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 Namo Buddha